Hôm nay là ngày đánh tin CPI nhé, toàn bộ tài khoản đây, cùng cả anh em học viên, cùng cả bản thân tôi. Các tài khoản đang đánh. Tôi tập trung đây. Đó, thấy như là em nói không? Rồi mà đánh mua đây, thấy nó đứng cứng ngắc chưa? Thấy chưa? Đó. Hôm nay, năm nay là ngày 19 tháng 13 tháng 9 nha. Đánh tin CPI. Đó. Tin này em đánh khác mà CPI đánh khác, không phải là vì nhà cứ đánh giống nhau đâu. Có bắt đầu stress là giảm thằng này, thấy chưa? CPI kinh lắm, này là phọt và phọt, phọt mạnh nha. Phọt em có thể khả năng là phọt mạnh đấy, nhưng mà em vẫn là vì nhà, nếu phụ thuộc của em là nó vẫn là đi xuống. Anh em đừng lấy tại vì em đang quay kim nha. Thấy chưa? Ăn chưa? 9.000 đô chưa? Sao? Thấy chưa? Rồi. Hôm nay đi xuống rồi, đây nha, tài khoản anh em đánh tin CPI là ăn tiếp rồi nha, tài khoản của ông đây đâu rồi, cho em ra, cái trơn đâu rồi, đây của ông học viên nha, đấy một tuần rồi lấy 4.000 đấy nha, đó, đấy đang đứng. Thấy chuẩn chưa? Anh thấy tỷ lệ thắng của em cao không? Đúng chưa?